Hòa Minh Di bức xúc thẳng thắn đáp trả khi clip của con trai bỏ túi bị sử dụng trái phép nhằm trục lợi. Cư dân mạng ủng hộ cách xử lý của mẹ bỉm và dành cho cô nhiều lời khen. Đồng thời, Hòa Minh Di còn đăng kèm theo một số hình ảnh được cô cho là giả mạo mình để lấy tương tác và bán hàng kém chất lượng. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 Gia đình Việt. Con trai của Hòa Minh Di, bỏ túi, là một trong những quý tử trong showbiz Việt nhận được sự yêu thương và quan tâm từ đông đảo khán giả. Cậu nhóc thông minh, hiểu chuyện và rất biết cách chăm sóc, quan tâm đến mẹ Hòa và những người thân xung quanh. Chính điều đó mà bỏ túi rất được lòng người hâm mộ từ người lớn đến trẻ nhỏ. Hòa Minh Di cũng lập cho con trai một tài khoản riêng để chia sẻ những video, hình ảnh đời thường của con nhằm mang đến động lực và niềm vui cho mọi người. Bo dường như trở thành một hiện tượng mạng với nhiều câu nói vô cùng dễ thương và chưa có dấu hiệu ngừng hot. Thế nhưng nhiều người lại nhân cơ hội đó mạo danh trục lợi. Mới đây, Hòa Minh Di đã có bài đăng chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện cô và con trai. Bo thúi bị một số tài khoản mạo danh, sử dụng livestream cũ để bán hàng. Giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp bày tỏ. Sau một buổi live trên TikTok quá vui cùng mọi người thì giờ hết vui luôn. Bao nhiêu là tài khoản giả mạo rồi lấy hết like cũ lại kèm link bán hàng. Lo lắng lắm, sợ mọi người mua phải đồ kém chất lượng khi xem mấy cái đó. Không chỉ lên tiếng đính chính, Hòa Minh Di còn có động thái khiến người nể phục. Nữ ca sĩ đã đưa ra những hình ảnh mà cô cho là giả mạo mình để lấy tương tác và bán hàng kém chất lượng. Giọng ca rời bỏ cũng lên tiếng về việc không bao giờ lấy con ra để kiếm tiền quảng cáo. Bao giờ đã lớn, những clip livestream của hai mẹ con hồi Bo còn nhỏ nói giọng ngớ ngớ được họ sử dụng livestream lại tất nhiên là giả. Khi Bo lớn hai mẹ con cũng không livestream nữa rồi. Hòa không bao giờ cho Bo quảng cáo hay lấy Bo ra để kiếm tiền. Cho nên không bao giờ có việc livestream với Bo rồi kèm link bán ạ. Hòa Minh Di bức xúc nói lên quan điểm của mình về việc cho nhóc tì livestream hay quảng cáo. Những chia sẻ có tâm của Hòa Minh Di không chỉ là để bảo vệ con trai nhỏ trước những ý đồ xấu mà còn muốn giúp khán giả tránh xa lưới kẻ gian. Ngay lập tức, bài viết của Hòa Minh Di đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Đa số netizen đều bày tỏ việc cô nàng lên tiếng để tránh những rắc rối về sau. Số khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Hòa Minh Di khi nữ ca sĩ quyết không kiếm tiền quảng cáo từ con cái, đảm bảo cho cậu nhóc có một tuổi thơ đúng nghĩa. Hậu đường ai nấy đi với thiếu gia Minh Hải, hiện tại Hòa Minh Di đã quay trở lại hoàn toàn với công việc. Cô tích cực chạy show, tham gia sự kiện. Với lịch trình dày đặc, do lịch trình bận rộn như vậy nên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, nữ nghệ sĩ luôn dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho bé Bo. Về phía chàng doanh nhân gốc miền Tây, sau quãng thời gian đi định cư ở Úc, hiện đã trở về Việt Nam. Gần đây, anh đang hẹn hò với một nữ chim bơ và khiến công chúng chú ý và đưa ra bàn tán. Anh cho biết, họ mới gặp nhau được vài tuần trước và cô gái kia cũng không phải tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của anh với giọng ca rời bỏ. Hòa Minh Di đã phải lên tiếng về chuyện doanh nhân Minh Hải có bạn gái mới. Cô khẳng định bản thân và bạn trai cũ không thể tái hợp. Chưa hết, nữ ca sĩ sinh năm 1995 mong muốn mọi người tôn trọng chuyện riêng của cô. Trên trang cá nhân, Hòa Minh Di viết, tôi cũng xác nhận mối quan hệ mới đó không xuất hiện khi hai đứa còn yêu, không có người thứ ba nào hết. Duy nhất giữa tôi và anh Hải vẫn còn đó là trách nhiệm cùng nhau chăm sóc Bo, nên việc giữ mối quan hệ tốt sau chia tay là để con nhìn vào nữa. Nếu có nói chuyện cũng chỉ về con và nếu gặp cũng chỉ vì con thôi. Sau khi chia tay doanh nhân Minh Hải, Hòa Minh Di bắt đầu cuộc sống mới, có cuộc sống bình yên và ngày càng đắt show. Giọng ca nàng tiên đã quay trở lại những ngày tháng chạy show miệt mài, không vội vàng tìm kiếm bến đỗ mới và dành toàn bộ thời gian rảnh cho con trai. Nhan sắc của cô cũng được nhận xét là thăng hạng hơn so với trước. Ngoài ra, cuộc sống vật chất của Hòa Minh Di cũng đầy đủ và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau hơn 8 năm gia nhập làng giải trí nhờ lao động chăm chỉ nên cuộc sống của Hòa Minh Di đổi đời lên trông thấy. Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Minh Di từng giao bán hai căn hộ cao cấp nằm ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Hòa Minh Di còn khoe căn villa tại Đà Lạt được thiết kế sang trọng, được dùng nội thất cổ kính, đắt tiền và là nơi để kinh doanh riêng. Không chỉ bất động sản, Hòa Minh Di còn có sở thích xe sang. Cách đây một năm, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc ngồi trên chiếc xế hộp màu hồng, trông vô cùng sang trọng. Được biết, xế hộp nữ ca sĩ đang sở hữu là mẫu xe có giá khoảng 5 tỷ đồng. Trước đó, Hòa Minh Di cũng từng tậu xế hộp có giá tương tự. Ngoài nhà và xe, Hòa Minh Di cũng là một tín đồ hàng hiệu. Nói về sở thích dùng đồ hàng hiệu, nữ ca sĩ chia sẻ, tôn trọng giá trị bản thân thì dành cho bản thân những cái mình thích và mình xứng đáng, còn mắc hay rẻ cũng chỉ để đeo thôi. Thời gian gần đây, bên cạnh vai trò ca sĩ, Hòa Minh Di còn lấn sân sang vai trò kinh doanh online thu hút sự quan tâm của đông đảo netizen. Hiện tại, nữ ca sĩ đang là bà chủ của một shop chuyên về lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang. Bên cạnh thời gian chạy show ca hát, chủ nhân bản hết trời bỏ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để livestream chốt đơn và giao lưu cùng các fan hâm mộ. Theo đó,
ngoài kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Hòa Minh Di dí dỏm chia sẻ việc bán hàng online giúp nữ ca sĩ có thể rèn luyện thêm về mặt trí nhớ. Chia sẻ thêm về công việc mới, Hòa Minh Di cho biết, mẹ bo làm nhiều mảng, cao cấp cũng có, bình dân cũng có, nên mọi người vào thấy những sản phẩm giá cao đừng nản bỏ đi nha. Mọi người muốn mua gì order cứ inbox shop, sẽ kiếm cho mọi người với giá tốt nhất luôn ạ. Được biết, vì là lần đầu tập tành bán hàng online nên Hòa Minh Di còn bị cập rập trong các vấn đề về hàng hóa, thể thức kinh doanh. Tuy nhiên, với tính cách hài hước, mặn mòi, giọng ca sinh năm 1995 đã lật ngược tình huống, biến các trở ngại trên thành những màn tấu hài cực mạnh khiến khán giả phải ôm bụng cười xỉu. Sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả khiến cho Hòa Minh Di được một fan bất ngờ và xúc động, dù ngay sau đó nữ ca sĩ liền xanh mặt cầu cứu nhân viên vì sợ không đủ hàng để bán. Không những vậy, khi nhìn thấy chuỗi đơn hàng dài đằng đẵng được in ra sau đó, giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp đã khoái chí tự nhận mình là nữ hoàng chốt đơn và gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm và yêu thương của fan hâm mộ đã dành cho cô sau khi lên chức bài chủ nhỏ. Về phía nhà netizen, bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho tinh thần tự chủ về tài chính của Hòa Minh Di, số khác còn tỏ ra thích thú trước kiểu hài hước, vui nhộn của nữ ca sĩ. Được biết, để chuẩn bị tốt nhất cho việc kinh doanh, Hòa Minh Di đã tự tay lựa chọn các mẫu mã đa dạng từ quần áo, son phấn, đầm váy để có thể mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và các fan hâm mộ của mình. Theo suy đoán từ các netizen, với khởi đầu thuận lợi thế này, nhiều khả năng công việc kinh doanh của Hòa Minh Di sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. Sau khi chia tay bạn trai, Hòa Minh Di đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Dù một mình nuôi con vất vả, nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc vì quý tử ngày càng thông minh, hiểu chuyện và đáng yêu. Dân tình cũng không ngừng khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của mẹ một con, hy vọng cô sẽ sớm tìm được bờ vai vững chãi che chở cho hai mẹ con. Nhưng mà em cũng đừng tin lời của anh Trấn Thành nói. Hay. Bởi vì chị cũng đã từng tin cách đây 2 năm trước. Anh nói dối gì vậy em? Cái đợt đấy là một cái ngày đẹp trời, em tham gia chương trình cùng với anh Đức. Anh Đức chính là anh em mình. Anh ra đây. Hai năm trước. Nó đang kể câu chuyện năm nào vậy Thắn? 2 năm trước. Chương trình gì? Một chương trình không phải của Đền Quân nên em không nói tên được. Nhưng mà là một chương trình mà em đã thể hiện sự duyên dáng cùng nhau. Rất duyên dáng đúng không anh? Đúng, anh. Xong rồi em nhận được sự khen ngợi nhiều nhất là của anh Trấn Thành. Đúng, và anh Trấn Thành còn mời em là hãy đến show kỷ niệm hài của anh để tham gia nhé. Anh rất là yêu thích em. Và cuối cùng hãy đến, và cuối cùng là 2 năm sau em vẫn đứng ở đây. Chỉ có anh là anh nói, lúc nãy Trấn Thành nói là Trấn Thành thần tượng Eric, còn anh luôn luôn thần tượng quý mến em. Em thần tượng anh. Đúng rồi. Anh là đẹp nhất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe một câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì sao? Là không có thật. Vậy thôi bây giờ hai nhân vật huyền thoại này về với nhau đi, còn chần chờ gì nữa đúng không? Em đợi anh đúng không? Rồi ok. Chứ còn nhờ. Gì nữa em đi về những người. Vậy thì em về đội của Trấn Thành. Đấy, quá hợp lý. Không, thực sự em cũng rất là yêu mến giọng hát của Hòa.